Sau một thời gian đi mắng thì đề án thu phí phương tiện đi vào nội đô Hà Nội lại được tái khởi động. Áp lực giao thông vào trung tâm thành phố liệu sẽ giảm nhưng có tỷ lệ thuận với tình trạng ùn tắc hay không là câu hỏi mà rất nhiều người đặt ra. Không những vậy, tính khả thi của một đề án cũng là một vấn đề phải xem xét kỹ lưỡng khi hạ à tầng giao thông thành phố thì chưa đủ đáp ứng và cho tới nay chỉ có 10% người dân sử dụng phương tiện công cộng. Trung tâm quản lý giao thông công cộng đề xuất thu phí vào nội đô từ năm 2024 thông qua 15 trạm thu phí tại 9 trục đường nội đô lưu lượng giao thông lớn. Cơ quan này đề xuất chia đề án làm 3 giai đoạn triển khai. Giai đoạn thí điểm sẽ bố trí 15 trạm thu phí tại 9 vị trí trên các trục đường nội đô lưu lượng giao thông lớn có nguy cơ ùn tắc cao. Đến 30 tháng 11 năm 2025, báo cáo tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm để làm cơ sở triển khai giai đoạn 2 và giai đoạn 3 thế nhưng cho tới thời điểm hiện tại các công trình giao thông công cộng của thành phố vẫn chưa được hoàn thành điển hình như tuyến đường sắt nhổn ga hà nội đang lùi tiến độ đến năm 2027 tuyến metro duy nhất được hoàn thành là cát linh hà nội nhưng tính kết nối giao thông vẫn còn rất hạn chế loại hình xe buýt thì di chuyển trên đồng bộ về thời gian cũng như điểm đón cho tới nay cũng chỉ có 10% người dân sử dụng phương tiện công cộng nhiều chuyên gia giao thông cho biết khi áp dụng thu phí thì không ai biết chắc chắn rằng un tắc giao thông có giảm được hay không